Chị đã đến với kênh Ngọc Ngân Bến Tre. Hôm nay bên con xin giới thiệu với cô chú anh chị một cái dòng mà lỡ mà cây có muối. Mà nhìn cái tái của chú anh chị có đón ra cây gì không ạ? Cây quýt. Dạ. Rụng trái quýt của người ta rồi kìa. Không sao đâu, nhiều quá rụng. Dạ xin thưa là cây quýt. Quýt mà ở đây nay con xin giới thiệu là cây quýt đường của chú anh chị. Dạ. Ngồi đi. Cái cây này chiều cao thì gần mét luôn chú anh chị. Mét trở lên chứ. Tính từ cái bầu thì chắc mét rồi, mà tính cho miệng chậu đúng không? 80 đi là nó ok. Không, hơn 1 mét trước. Tính từ miệng chậu là 1 mét á. 2 4 6. Thấy chưa? 80. 80 này ha. Bạn này 80 nè. Ví dụ như bạn này thì chắc cái vượt chọn hơn 1 mét. Thôi tính okay. 80 đi. Tính 80 thì bởi nó tính 80 cho anh chị dễ hình dung đi. Lùng thì nó nhiều nhánh là nhiều trái. Đúng rồi. Nè, cô chú anh chị. Quýt á thì tượng trưng cho cái sự quấn quýt á cô chú anh chị. Bên gia đình đó cô chú anh chị. Chịu quấn quýt. Cái thứ hai nữa của chú anh chị biết sao, mình mua một cái cây về mình trồng á, cái con không phải con nói, nhưng mà cô chú anh chị có cái điều kiện chút xíu thì người ta năm nay là ta sợ lắm, sợ phân thuốc, giờ ta sợ lắm, về mình trồng cho gia đình mình một cây để ăn thì cực kỳ luôn. Giờ cái này cũng công tâm mà nói luôn, ví dụ như của chú anh chị ra chợ mà của chú anh chị nói 20-30 ngàn một ký, mà tự nhiên tông bách hoa xanh nó 40 ngàn ký mà con chú anh chị vẫn mua ăn. Đó, là xin là sự thật đó. Thì cái dòng này theo công tâm mà nói á, miễn mà ta trồng có quy mô, có số lượng nhiều quá chú chị, người ta buộc phải xịt thuốc. Và mình trồng vài cây ở nhà mình ăn á thì cực kỳ luôn. Ủa mình trồng 12 cái con nó cắn đốt cái trái rồi nó rụng rồi sao? Thì bởi vậy thì con nói đó, của chú chị biết sao không, mình trồng ít á thì mình có thể bao con trái, lấy cái bịch mình bao lại, mà có thuốc bao chuyên dụng của chú chị bao lại, không mà lấy bao bình thường của mình cũng được rồi. Dạ đúng rồi, mua của chú chị bao bình thường mình, nó của chú chị phát hai cái lỗ giùm con biết chi không ạ, có nước nó vô nó hót nước ra đó. Rồi con nó bay vô đường đó rồi sao? Không, cũng có một không có. Đó, thì tượng trưng cho sự vấn mít. Bên cạnh đó thì bên con có dòng cam canh đó. Khoảng mai mốt thì con xin giới thiệu với cô chú anh chị là dòng cam cara, cam máu, rồi cam chum là bên con có rồi nha cô chú anh chị. Khoảng video sau mà con xin giới thiệu tổng hợp những cái dòng cây đó cho cô chú anh chị, nhưng mà cây đó con bên con có cây giống thôi chứ con chưa có cái cây lớn như vậy cô chú anh chị. Chỉ có quýt mới có cây lỡ nha. Có quýt đường này với thằng cam canh thì con có hai cái dòng đó, con có cây lỡ với lại cam V2. Dạ. Cam V2 là cam gì? Từ từ của chú anh chị biết à. Tôi giới thiệu tập trung chuyên môn cái này đi, nó còn mé cái kia. Dạ. Cây này bên con thì được nuôi là tầm khoảng hơn 2 năm rồi của chú anh chị, nên nó liền lạc hết rồi. Dạ. Về của chú anh chị có thể nuôi tiếp trong chậu, và có thể là của chú anh chị sang qua cái chậu bự hơn để nuôi tiếp. Dạ, giá thể đó thì ngon nhất thì của chú anh chị có thể sử dụng những lớp thịt vậy đó. Cái này tụi con chuẩn bị để trồng cây nữa nè quý cô chú anh chị. Thịt vậy mà không, cô chú anh chị có thể sử dụng những phân bò. Mà tránh hiện trạng gọi là năm nay là cô chú anh chị dùng bã dừa và tấu 100% cô chú anh chị. Tại vì những cái dòng bã dừa với tấu nó giữ ẩm thôi, nhưng mà nó có dưỡng chất không có. Thành ra nữa sau này cô chú anh chị nuôi nó ok, nó hiện tượng gọi là vàng bạc, khó cứu cây lắm. Dạ. Vàng lá thối rễ cô chú anh chị. Dạ, một ngày cô chú anh chị tưới một lần giùm con là được rồi. Dạ, ví dụ như những ngày mưa thì thôi khỏi tưới luôn. Dạ. Cây này một cây thì chị thấy chắc nó hơn 5 trái ha. Dạ. Thì nó rất là dễ của chú anh chị ơi. Nó ra hoa là nó tự đổ trái à. Của chú anh chị ăn xong rồi của chị cái mạnh dạn cắt vô đây một con cái nè. Rồi mơ chiều nó ra tuột nữa, nó ra cái những cái đầu cành thì nữa sẽ ra hoa thôi. Và đặc biệt á là chị bán cho những quý cô chú ở Sài Gòn rất là mê. Đúng tại rồi. Vì trồng chậu được á. Trồng chậu được rất là mê, rất là chi chích luôn. Với lại thứ nhất thứ hai nữa là nó nhỏ nhỏ như là dễ bao. Dạ. Chú anh chị. Và điều đặc biệt nữa mà con xin giới thiệu nữa là dòng này á là nó chín, nó cực kỳ là lâu. Mà cô chú anh chị có thể như vậy nè, cô chú anh chị có để tới Tết luôn cô chú anh chị. Hả? Để tới Tết luôn. Nó giữ trái hả? Nó giữ trái cực kỳ, cuốn rất là dai. Nó y chang như cắt vậy đó chị. Đã ha. Nó có nôm na là nó hiện tượng gọi là chín nó héo à tình cảm. Vậy là bây giờ mua chơi để tới Tết luôn. Tới Tết luôn cô chú anh chị. Lời quá. Trái bự quá ha. Chưa, cái này chưa xin nhê gì. Dạ. Mà nó xấu mà nó được gọi là nôm na nó sạch như vệ sinh, nó tốt, nó ăn ngọt. Dạ đó cô chú anh chị, cô chú anh chị thấy mà cái gì mà nó bóng loáng quá nghi liền có hút người ta nó như là mình tự mình tòng ra một cái cây nè quý cô chú anh chị thấy không, cái con tụi con không có xịt luôn á, cám cám ngoài da nè quý cô chú anh chị thấy á, nhưng mà cái ưu điểm nó là vậy đó chú anh chị, cây sạch vệ sinh sạch sẽ, nó
thì những cái dòng quýt và những cái dòng mà cây có muối thì nó rất là thích những cái dòng cây hữu cơ đa trung hòa vi lượng. Cô chú anh chị đừng có mong, đừng có ham mà gãi phân lên là BK của chú anh chị. Cô chú anh chị gãi càng nhiều nó càng tốt, nhưng mà sau này nó luộc cái bộ rễ là xong phim. Dạ, về nước cậu là banh sát. Dạ, phải chừng đôi tháng hoặc là năm là nó hư liền. Dạ, không được, không nên. Nó lâu lâu thôi, mình đi một lần thôi, ít thôi. Nhưng mà cái này nó rất là ưa hữu cơ. Hữu cơ là cái gì? Những cái phân có sẵn ở địa phương mình, ví dụ như là phân gà, rồi phân dơi, rồi phân chuồn, nói chung là rất là nhiều luôn. Còn đạm cá đâu, mấy dòng đó cũng được, ok. Còn có bánh dầu hoặc là dầu phộng rất là nhiều. Còn những thành phần không biết hữu cơ là cũng như vậy. Mình cần cái giống nhưng bằng này xin liên hệ bên con. Đó, con bên con có cung cấp cái giống, có cái lõi này luôn. Rồi, ngoài ra thì còn có cam sòn, cam sành luôn nha quý cô chú anh chị. Nói chung là cây giống của bên con nhiều lắm, cây có muối cũng nhiều nè. Chú anh chị ngộn lắm nè. Nó có bông nữa, nó tái nè, trời. Nó ngộ vậy đó. Nó tái chiền vậy đó. Tao có bông hay có trái chứ sao ngộ. Nó nè, có chú anh chị thấy không? Nó có tái rồi, có chú anh chị mạnh dạn bỏ coi như nè. Nó trên này nó ra lại. Nó ra đọt, cái lọt lại, nó ra tái nữa. Thúc như bằng này xin liên hệ bên con của chú anh chị. Con xin nha, kết thúc video ở đây ạ. Nói cho mạnh mẽ lên, có một cây giống một cây ủng hộ con nha quý cô chú anh chị. Dạ. Quý cô chú anh chị nó vậy đó, mạnh mẽ lên. Dạ, tụi con xin kết thúc video. Dạ, nha.